Hello, xin chào cả nhà. Xin chào. Hôm nay mình làm cái món này rẻ tiền, đơn giản mà ăn rất ngon. Mình nghĩ ai gia đình nào Việt Nam mình cũng thích hết trơn á. Món này là ba miền Nam Bắc luôn phải không em? Ủ tay heo, rồi cái má heo, rồi trái tim. Đại khái mình muốn ăn gì thì mình bỏ vô luộc. Ở đây thì có cái lưỡi heo nữa. Thì mình về mình đã rửa với giấm muối xong hai ba lần rồi thì mình lại rửa thêm với rượu nữa, rượu trắng hay là rượu mạnh, mình nhà có cái nào thì mình rửa cái đó. Thì mình bắt một nồi nước lên, bỏ củ hành vô, rồi mình chế một muỗng giấm vô trong đây rồi mình sẽ luộc. Còn ở đây thì mình có rau ăn kèm, rau thơm là của nhà mình hái này cả nhà, nhà vườn đây, dưa leo, chuối chuối chát mình không có thì mình mua đỡ chuối xanh này cũng được, ăn cũng đỡ tạm. Đây xà lách, hành, củ hành, rồi dưa leo vậy thôi, không có gì hết, đơn giản ăn với mắm nêm. Rồi chút xíu nữa mình sẽ quay trở lại nha cả nhà. Hello, xin chào đại gia đình. Xin Trở chào. lại kênh YouTube của vợ chồng Bình Huỳnh hôm nay cả nhà ơi. Hôm nay bà xã làm cho một mẹt coi như là tai nè, đuôi nè, không? Tên Rồi lỗ mũi heo nè, rồi gan heo ha, no, tim heo. tim heo, Yeah. tim heo nè, rồi tai Tai heo, heo, mũi má heo heo. và má heo. Mình giống Hôm nay là nói chung về các loại heo rồi cả nhà. Mình cuốn bánh tráng. Thôi mời đại gia đình của mình vào bàn cùng thưởng thức cái này với vợ chồng mình nha cả nhà. Xin mời cả nhà, mời cả nhà mình. Wow, đĩa rau các bạn thấy nhìn thấy hấp dẫn cho cái đĩa rau không? Rau thì mình chỉ có mua xà lách với dưa leo với chuối chát. Còn rau thơm rồi đó là cái nhà lá dừa, mình có được cái gì mình hái cái đó. Thank you bà xã. Yêu cầu cái này tươi ngon ghê không cả Rồi bây giờ mình sẽ thử cuốn một cuốn nghe các nhà. bạn. Để đây cho đẹp không sao. Rồi ở đây đi. Anh vừa mới lấy vô đó chứ. Em để em cố tình mà để cho cả nhà mình thấy mới thèm, thấy ớt và mới thèm đồ ăn ha cả nhà. Cái gì chứ mà cuốn cuốn này là mình thích lắm cả nhà. Đang lạnh lẽo cả nhà nữa, ngoài mưa mưa cả ngày biết tiếp tục các bạn ơi, 2-3 ngày để mưa miết. Đó, chuối mình cắt ra thì mình ngâm với miếng nước chanh cả nhà, nước này lọc với nước chanh. Cái này thì bà xã cũng không có chia sẻ công thức gì nhiều, bởi vì chỉ có món luộc thôi à. Thì luộc thì mình cực nhất á là lúc mình rửa nó thôi, muối giấm nước rồi mình rửa cho thiệt sạch, mình cạo. Rồi khi mà nước luộc á, mình bỏ vô một củ hành, rồi một bó hành lá, rồi muối, rồi vậy thôi, rồi mình luộc thôi cả nhà. Rồi xin mời đại gia đình của mình nha, mình thử coi. Ngon không ạ? Cái này cũng lâu lắm rồi. Cái lâu. Món này là món quê hương mà. Món này miền nào ăn cũng được á. Cái món này miền nào ăn được. Cái này á là Tết mình hay thích mình mua để mình ngâm nước mắm á cả nhà. Mình làm nước mắm á. Làm thì hơi cực nhưng mà ăn thì ngon. Hả? Ngon quá. Wow, ớt rất cay 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 nữa mà sao? Cay nữa, quý cắn cay ngon lắm. Nói nghe hay không? Làm như mình ăn ớt giỏi lắm. Wow. Xin mời. Wow, có chua chát. Chua chát có rau thơm rồi. Thì hôm nay mà xã làm ngon quá. Hôm nay tâm ấp nha. 10 điểm cộng ok. Trời ngoài trời mưa. Nên ăn này ngon. Mình có lấy một cái táo xanh nữa mà không biết làm sao bỏ bỏ ra tính tiền không thấy, mà đi vòng lại sao quá thôi không đi nữa. Ôi vậy hả, có cái táo này hả? Táo xanh mình cho chua. Chua chua mới ngon. Thì tìm ngon quá. Ngon. Đồ chiều ngon ha. Ngon. Chiều ăn. Chiều ăn.
Vừa rồi cũng nghe cái thông báo mấy em cháu thì cũng đưa xuống cái information, cái tin tức là Chicago này ngày 29 là bắt đầu là mở cửa lại đó cả nhà. Nhưng mà mình hy vọng là bữa nay tới ngày 29 cái vấn đề nó không có trở ngại gì thì mở cửa cho nó vui. Nghe tin thì mình cảm thấy là cũng rất là vui rồi. Vừa rồi cũng mới bàn bạc với lại các cháu cũng như là các em nhân viên đó để mình chỉnh sửa lại như thế nào để trước khi mình mở cửa cho nó hợp lệ em ha. Dạ. Nhưng mà hy vọng, mình hy vọng còn cả 10 ngày rồi ha. 10 ngày nữa. Thành ra mình thấy hy vọng là mọi việc nó đều tốt đẹp trước khi mình bắt đầu vô, bắt tay vô làm việc. Cái món này thường thường mấy cái này đem nè, anh nhớ là ăn cháo lòng cũng ăn được, mấy cái này cũng ngon lắm nè. Đúng rồi, cháo lòng. Ăn cháo lòng là có tim, gan. Ý là ơi. Rau răm. Ăn cháo lòng mà mình phải niêm với rau răm mới ngon nha. Bao là khoai. Đó, giờ cô chú nghe tiếng của em rồi đó cô chú ơi. Em thiếu cái gì? Em hả? À, để em gấp cho. Không, để em tự gấp, để em tự gấp. Thank you. Em tự gấp. Dạ, tim. Mắm nêm đúng mức luôn em. Dạ, quá ngon luôn. Mình làm một hũ vậy mình ăn hoài cả nha. Tại mình làm nó chín á, nên mình cứ để tủ lạnh để dành ăn thôi. Chán, bánh chán làng xưa nha. Tráng làm xưa, bánh tráng này ngon nè. Dạ, tráng này sau này mình về Việt Nam mình sẽ mua thêm bánh tráng nè. Bánh tráng dẻo ngon lắm. Mà nó tháng 5 mưa quá trời mưa. Mưa đến 3-4 ngày trời liên tục. Cái ngưng đựng chút mưa lại tiếp. Ghê rồi mưa. Mưa quá trời. Mưa đấy, mưa quá. Wow, ăn trúng miếng ớt nó cay cay ngon. Wow. Bắt mồ hôi là mà sao? Tại vì ớt đó ăn cắn là thôi. Em đưa cái nhúng nước qua đây đi, anh nhúng chưa? Bởi vì thường thường anh hay ấy liên tục. Ăn cái này là chỉ có no thôi chứ còn không có ngán bởi vì nó không có dầu mỡ gì hết. Có chú chát vô ăn ngon lắm. Thì có mình, chú chát quá tuyệt vời. Ở Việt Nam thì mình có chuối hột cả nhà, ở đây mình đâu có chuối hột. Thôi mình mua cái trái chuối bự bự đó của Mexico. Rồi về cái mình bào sơ cái vỏ xanh, mình còn giữ lại cái vỏ ngoài một chút mình cho nó chát. Rồi cái mình cắt cái chanh mình vắt vô nước lạnh rồi mình sắc mỏng mỏng mình bỏ vô mình ngâm cho nó đừng có bị đen nè. Ngon chứ ha. Đúng rồi. Kệ mình có thì mình làm đúng, còn không có thì mình phải chế biến thôi cả nhà. Thì bây giờ cũng tiếp tục ở trong những cuốn video vậy đó các bạn. Thì mình xen xen qua trong vòng một vài phút và cũng một vài câu là bởi vì mong tại gia đình của mình mà có xem cái video mà hai vợ chồng ngồi ăn như thế này đó, mà ở trên Facebook đó, là đó là những cái kênh đó giả mạo. Ví dụ là người ta ăn cắp cái video của mình để phút lên để vụ lợi riêng tư đó cả nhà. Cho nên cũng cảm ơn các em có comment vô cho chú là nói chú ơi cháu cũng có thấy cái video này video nọ, mọi người cũng báo cáo về trong cái người ta ăn cách cái cấp cái video của mình đó. Cho nên trong những cuốn video mình có nói như vậy đó, nếu các bạn có xem trên Facebook đó thì đó là không phải kênh của vợ chồng, đó là người ta ăn cắp cái video này để người ta vụ lợi tư lợi riêng vậy đó cả nhà. Thì cái này mình cũng đang phải đào cái người này ra.
mà người nghe có người nói là cũng vẫn còn chứ vẫn còn tiếp tục chưa có lấy xuống nữa cả nhà. Ngon quá. Mình ăn mình thích có mùi ngò nè. Chắc chừng khoảng 2 tuần nữa nhà mình mới thu hoạch được rau răm, giáp cá. Bây giờ mưa hỏng rồi cả tuần nào lễ nay đó. Làm mấy món đó giờ là lên đẹp lắm. Bữa nào tạnh mình sẽ view ở nhà ở sao cho cả nhà coi. Còn những cây bông ớt, những cây mà mình mua về mình trồng là nó ngủm hết trơn. Chicago hiện tại bây giờ cái dịch bệnh đang đứng thứ 3, nhưng mà mình cũng cho cả nhà biết là sao ở trong chợ búa cũng vậy. Người ta đi em hả? Quá trời. Người đi như biểu tình, người ta bất chấp đi rất là đông. Cho nên khi hai vợ chồng đi thì chia ra mà xả nó thôi, anh ở ngoài xe đi. Để đi mình xả vào trong đi chợ. Đi như âm thầm nhưng mà người đi đông quá. Mà hôm nay là ngày thường nữa chứ em thấy không? Dạ đi đông quá nhưng mà mình chỉ có thèm cái món này thì mình đi thẳng vô mình bóc xà lách. Rồi cái gì mình cần đó là lấy mồi rồi mình đi ra. Thấy cuốn gì cũng ngon à, nên em không muốn bỏ bún, bỏ gì nữa hết. Này mà mình có thêm trái khế chua ha. Cái này có khế chua nên hết ý lên hả? Sắc mỏng ha. Không có, nãy không thấy. Có lúc nó cơ, người ta có lúc không. Vậy là quý lắm rồi em. Vậy em mới lấy trái táo xanh để em thay nhưng mà sao hay quá, bỏ quên mất tiêu. Có bữa chắc mình đi chợ á, có bữa người ta bỏ lộn vô xe mình thì mình đi ra tính tiền thì mình cũng đem mình để lên thôi. Hồi về tới nhà nó ủa mình đâu có tính mua cái này đâu ta. Vậy có rồi, chắc bữa nay là mình bóc của mình đem bỏ qua xe người ta. Nhiều lúc xe người đi đông quá đó. Yeah, đông quá sợ. Mình né bên đây, né bên đây trời ơi. Ngon hả? Mình đang ngắm nghía thèm ăn nữa không? Làm lia lịa mấy cuốn là thấy nồi. Ngon rồi hay mà no đó. No này cái chiều mình ăn nữa. Rau, tại mình đụng rau nhiều nè. Nhúc nữa ha. Mấy cái món này mà mỗi lần ăn lại là nhớ nhà mấy anh em. Mưa xuống cái bắt đầu cái là bà già mẹ đó. Hay ra chợ mua những cái món này em nhớ khi về làm dâu không? Còn lúc đó cha mình thì thích ăn cái món này đó. Cha với em của cha là chú, ông chú á. Chú Minh đó. Dạ, cứ chiều là hỏi mình mua tay đuôi muôi. Nói có mua cho tay đuôi muôi cho chú với nha. Nói dạ. Thôi không có, hai vợ chồng thôi ra mình bóc luôn đi. Món này thì miền nào cũng ăn được. Dạ, không có kém. Món này là món ba miền nè. Hôm nay anh ghi tiêu đề là anh lấy là coi như là món ăn ba miền em. Không biết đúng không?
người miền miền nào cũng ăn cái này, cũng lục ở đây cũng bánh tráng, thì cái chuyện đó người Bắc người Trung người Nam rồi thì ăn giống nhau em, cái này thì mình không có phân biệt được. Đúng rồi, thịt heo luộc rồi tay lỗ tay heo rồi mày má heo, lỗ tay heo, tim heo, lưỡi heo. Kính thưa hiện giờ là cũng có nhiều tiểu bang ta đi làm rồi nè ha, rồi Việt Nam thì mình nghe cũng đi làm lại hết, nhưng mà mình không biết là mình ở đây thì là 29 tay ha, mà hy vọng là mọi việc đều thông suốt để cho tới ngày 29 tay. Mình thì đi ra trước 2-3 ngày để mình hút bụi, lau sạch sẽ, sạch sẽ, gắn có những cái gì những cái gì cũ vắt bớt. Những cái gì mình không dùng đó thì mình bỏ bớt. Nhưng mà em thấy ngoài tiệm mình đâu có gì ấy thì đâu, đó thì mình cũng có đồ làm không à. Thành ra trời mừng quá, nghe được mở mừng quá. Rồi mình phải đi in mấy cái form để cho khi khách hàng vô điền. Video của vợ chồng Bình Huỳnh cũng tiếp tục chia sẻ đến với đại gia đình của mình mỗi ngày. Thì hôm nay hai vợ chồng ăn muốn ăn bình dị quê hương, cũng gửi đến đại gia đình của mình trong từng cuốn video vậy đó. Ví dụ như các bạn có nhớ cái món ăn quê hương này, có nhiều lúc cả nhà mình quên đi, quên cái món ăn này, nhưng mà coi được cái video này mới gợi nhớ lại. Rất là dễ mà rẻ tiền nữa chứ. Cái này mình mua chưa được 200 ngàn. Chưa được 200 ngàn thì Việt Nam ha. Chưa được. Tại... Đó. Rồi các bạn mua một đĩa rau sống cho thật là ngon như thế này nè. Rồi mình về mình lên đây ngồi chia sẻ với đại gia đình cho vui. Và trước khi vợ chồng Bình Huỳnh xin chào tạm biệt, cho gửi lời cầu chúc đến đại gia đình của mình trong kênh YouTube một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Yeah, xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Hẹn lại video ngày mai các bạn.